Sáng giờ không có gì ăn mà bắt làm hoài trời. Đâu phải nuôi tôi là muốn sai gì quýnh đói đâu trời. Có đồ dớ ba ngày chưa giặt lấy ra giặt giùm anh luôn coi. Trời ơi đồ dớ hôi quá ông Hiển ơi. Nói gì nói chứ ông bớt ở dơ lại giùm tôi cái nha. Kệ tao mày, đóng cửa lại giùm anh cái coi. Trời ơi cái cửa nó nặng cái tủ nè. Trời ơi để tôi tắt đèn luôn cho. Anh đi ra đi. Buổi sáng giờ làm mệt hả? Còn nhảy chi nữa vậy luôn? Mệt gì ông ơi, trai tráng làm có chút xíu mà mệt gì. Tao nghe nói mày có bạn gái rồi phải không? Chứ sao tao mà ý lộn tôi mà. Sao nó thương mày được hay vậy? Thì học giỏi con nhà giàu với lại có cái bự nữa. Cái gì của mày bự? Thì viết chữ bự. Chứ nghĩ cái gì? Quan trọng là anh phải siêng năng mới được. Ở giờ nhà anh có ma nó thương. Em muốn khỏe mạnh là phải tập thể dục nữa nè. Bây giờ anh tập theo tôi nha. Đâu tập tôi coi coi. Động tác thứ nhất, mông ngước nhìn trời. Động tác thứ hai, mông không chạm đất. Ủa làm gì tập mông không vậy luôn? Tập mông như vậy nhiều mới thông minh. Trời lại vậy? Sao tập mông mà thông minh? Ông có thấy tôi chổng mông lên không? Trời thấy. Ờ máu dồn lên não thì thông minh thôi. Ôi ôi không ngờ suy nghĩ được vậy luôn á. Anh có thấy mặt tôi tỉnh không? Là nhờ tôi tập á. Rồi để tôi tập còn cái nào ông luôn. Chứ dạo này anh thấy anh mệt mỏi quá. Còn chứ dạng hán tập yoga với tôi nè. Đó. Mày tập yoga làm ướt nhà tao hết mày. Cái đó chỉ là sự cố nhỏ thôi ông. Mắc cỡ. Anh đừng nhìn em nữa mắc cỡ quá. Mày cũng biết mắc cỡ nữa hả luôn. Trời coi sao không dẫn ngoài cha. Thôi quay lại chuyên môn chút đi. Sao mày cưa được lên vậy hả? Bữa tôi sổ mấy câu in liệt cái em điêu đứng em theo tôi luôn à. Ôi ôi nói sao hay vậy đâu mày chỉ anh coi luôn. Để tôi vợt nhẹ vài câu cho anh nghe nè. Ok. Thì I love you, I need you, I cần you. Trời mày nói tiếng Anh nghe ghê quá luôn rồi. Em giỡn à. Đi hát đi anh ơi. Đi hát không? 2, 3, vô anh ơi. Người lạ ơi. Thôi dẹp 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 ông hát dở quá. Tao chưa có hát mà tao đang lấy hơi. Thôi thôi ông khỏi lấy. Nghe là biết đâm sùng bể nè. Tôi thấy ông tập trung học anh văn còn hay hơn nữa. Thấy ba Khang kỳ vọng vào anh lắm đó nha. IELTS 7.0 mà miễn thi tốt nghiệp luôn. Chứ hát là thua. Mày định dọn đồ đi đâu vậy luôn? Đi đâu? Tôi định soạn đồ cho ông đi học nè. Miễn nói cố gắng đi ba mẹ tự hào. Mà suốt ngày ăn không được ngủ. Thiệt chán ông ghê luôn. Anh cố gắng đi học đi để dẫn Lưu đi học nữa. Lưu muốn đi du học hả? Không, Lưu muốn đi cưa chó nước ngoài. Wow, mục đích lớn dữ ha. Tìm hiểu khóa học IELTS tại ames.edu.vn.